À, xin chào tất cả các anh em đam mê đá cao su nổ bắn bi. Thì ở đây em có hai cái cục hàng em đang đóng gói để gửi cho khách, thì sẵn em quay em báo giá đầu năm cho anh em ha. Hôm qua thì báo giá cái cánh sợi thủy tinh 7 ly rồi, cái cánh nỏ sợi thủy tinh rồi, thì hôm nay ở đây em có một số cái ống. Đây là ống lỗ 6 ly 4, phi 12, dài 70, rọc rãnh sẵn nè anh em, rọc rãnh 3 ly rưỡi nha. Và đây là ống lỗ 705, lỗ 705 dài 60, dài 60, phía ngoài 14 anh em nha. Hiện tại thì em có các thông số như là lỗ 6 ly 4 nè, lỗ 705 nè, lỗ 805 nè. Thì em sẽ lần lượt báo giá, anh em nghe kỹ các thông số giùm em nha. Đây, ở đây nó bảo quản bằng dầu, nên là anh em nhìn cái màu của nó, nhưng mà lau ra thì nó sẽ sáng hơn, đẹp hơn. Dùng cái nồi rửa chén hay là cái nhâm miệng gì đó lau ra thì nó sẽ, và lau lại cái dầu, tại vì cái này nó dính dầu rồi nó dính bụi nữa anh em, nên là cái màu nó không được đẹp nha anh em. Thì cái thời điểm trước thì bán rất là mạnh luôn, tại vì có một cái kênh ở bên Lào hay bên Thái Lan gì đó, thì tên này làm cũng đẹp mà cũng bem cũng rất là ok. Nên anh em đổ vô chơi cái này. Cái này thì nó cũng không bị cấm nên em, nó không bị cấm đón. Anh em chơi thì ví dụ như là súng đạn thì nhiều khi người ta cấm á, người ta bắt, người ta phạt, rồi nó có khung phạt. Còn mấy cái ná nỏ đồ á là anh em chơi thì đôi khi một số cái vùng khu dân cư đồ nhiều, hoặc là nhà cao tầng đồ nhiều, hoặc là những cái chỗ công cộng mà anh em đem ra chơi thì nó không có được, chắc chắn là không được. Kể cả cái ná cầm tay mà anh em cầm vào khu ủy ban hay nhà cao tầng hay là khu dân cư anh em bắn thì nó cũng không có ai khuyến khích cái chuyện đó, đó. Anh em mà cầm đi ruộng đi rẫy hay là ở ngoài vườn ngoài sân nhà anh em thì cũng không có ai mà sân si với anh em làm gì đó. Thì tại vì cái khung phạt á, ở trong luật pháp thì nó không có quy định cho cái ná và cái nỏ anh em nha, nó không có quy định, nhưng mà nó cũng không khuyến khích. Nó là, nếu anh em lên Google tìm hiểu thì nó là hàng trưng bày, là cấm vận chuyển, cấm mua bán. Nhưng mà cái này thì em cũng hỗ trợ anh em một số cái chi tiết thôi, chứ em không có nguyên cái nha anh em, không nguyên cái nha. Rồi chuyển qua cái phần báo giá nè. Đây lỗ 6 ly 4, lỗ 6 ly 4 hiện tại em có cây dài 60 và cây dài 70. Cây dài 60 á, anh em nghe kỹ các thông số trước khi gọi giùm em nhé, tránh trường hợp gọi tới mua rồi kêu tư vấn lại thì đôi khi là em nói một loạt á, nó nhanh thì anh em lại nghe không kịp đó, thì nó cũng mất thời gian đôi bên, mà còn phải gọi xong lại còn phải suy nghĩ nữa. Thì tốt nhất anh em nghe kỹ cái video, nghe kỹ thông số xong nghe kỹ cái giá rồi quyết định mua gọi cho em. Rồi, lỗ 6 ly 4 mà dài 60 thì hiện tại em có cái mẫu rọc là chừa một đầu 5. Đầu 5 là đầu như thế này nè, đầu như thế này, chừa đầu 5, đầu 20 đó, chẳng hạn chừa đầu 5, đầu 20 như cây này, đầu 20 nè. Nhưng mà cây dài 60 nha thì giá 220 bao ship. Còn cây này nó dài 70 nè, cây này dài 70 thì nó 250 bao ship. Rồi, đó, thì cái dài 70 nó có cái rọc là chừa đầu 5, đầu 20 rồi nha, là 250 nha. Nó rọc chừa đầu 5 nè, đầu 30 nè, đầu này đầu 30 nè, 30 đó. Và nó có rọc chừa 2 đầu 10 cm, chừa 2 đầu 10 cm, ở đây không có, nhưng mà em nói chừa 2 đầu 10 cm thì anh em biết là chừa đầu này 10, chừa đầu kia 10 là được nha. Đó, báo giá cây 6 ly 4 xong nha. Chuyển qua cây 705 này, thì cây này dài 60, thì khi em rọc thì chừa một đầu 5, chừa đầu 5, đầu 20. Cây này nó 300 bao ship anh em nhé. Thứ nhất là nó dày hơn, nó dày hơn, lỗ to hơn, cứng cáp hơn. Cây này 300 bao ship rọc sẵn nha. Nếu anh em lấy cây dài 75 á,
Bây giờ 75 là 350 bao ship. Thì nó có rọc chừa đầu năm và đầu 30. Anh em nghe kỹ thông số giùm em nha. Em lặp lại là anh em nghe kỹ thông số giùm em nha. Rồi cây dài 1m 705 phi 14 này nè. Mà nó dài được 1m á thì em rọc là chừa đầu năm. Chừa đầu năm. Và đầu 40. Còn này 40. 40 là cỡ này. Thì cây 1m mà chừa đầu năm đầu 40 là 400 bao ship nha anh em. Rọc sẵn nha. Rọc sẵn. Còn đối với một số anh em mà mua hàng chưa rọc, mua hàng chưa rọc về tự rọc. Đó, mua hàng chưa rọc về tự rọc thì anh em cứ cây rọc rồi á thì cái tiền công rọc 50.000. Anh em cứ tính chẳng hạn như cây này mà chưa rọc á, rọc thì bán 300 bao ship nè, mà chưa rọc thì nó 250. Tương tự với cây 75. Tương tự cây 75 nha. Thì 350 mà chưa rọc nó là 300 đó. Thì anh em nghe kỹ phân tích. Đối với cây lỗ 805, cây to hơn cái này, phía ngoài nó 16, cái này cũng 14. Ở đây em không có hàng đó nhưng mà em báo giá luôn, sẵn báo giá luôn. 805 thì giá nó bằng với cây 705 phía 14, nhưng mà cây 805 nó phía 16 lỗ 805 nha. Phi 16 lỗ 805 nó bằng giá với cây phi 14 nha. Anh em nào chưa nghe kỹ cái cây phi 14 lỗ 705 này á thì tua lại nghe nha, để clip nó đỡ dài. Rồi ok, em xin kết thúc clip tại đây nha. Hầu như là cái giá nó cũng chưa có gì thay đổi so với năm trước. À, khi nào có thay đổi thì em sẽ lại lên video nha. Rồi ok, xin chào tất cả các anh em. Chúc anh em năm mới nhiều thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thành đạt và gia đình thì êm ấm hạnh phúc nha. Chào tất cả các anh em, bye bye.